Xin chào các bạn. Mela Marple là ai, người vợ thứ hai kín tiếng của Donald Trump? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Mela Ann Marple sinh ngày 27 tháng 10 năm 1963 tại Cohuta, Georgia, Hoa Kỳ. Bà là một diễn viên, người dẫn chương trình và nhà hoạt động xã hội. Mela lớn lên tại Georgia và bắt đầu sự nghiệp trong ngành giải trí với vai trò diễn viên và người mẫu. Bà từng tham gia nhiều bộ phim và chương trình truyền hình như Happy và SCTV Decision, cũng như xuất hiện trong các chương trình thực tế như Dancing with the Stars. Bên cạnh đó, Mela còn tích cực tham gia vào các hoạt động từ thiện và ủng hộ lối sống lành mạnh. Mela Marple được công chúng biết đến nhiều nhất khi trở thành người vợ thứ hai của Donald Trump. Hai người bắt đầu mối quan hệ vào cuối thập niên 1980, trong khi Trump vẫn còn hôn nhân với Ivana Trump. Cuộc hôn nhân của họ gây chú ý và tranh cãi lớn từ dư luận. Năm 1993, họ kết hôn sau khi chào đón con gái Tiffany Trump và chính thức ly hôn vào năm 1999. Sau khi ly hôn, Mela chọn sống kín tiếng hơn, tập trung vào việc nuôi dạy con gái Tiffany. Bà chuyển đến California, tránh xa sự ồn ào từ truyền thông New York. Mela cũng giữ khoảng cách với các hoạt động chính trị của Donald Trump, không tham gia các chiến dịch tranh cử hay những sự kiện lớn của ông. Mela hướng đến một cuộc sống giản dị, ưu tiên sức khỏe và tinh thần. Bà thường chia sẻ về yoga, ăn chay và các giá trị tâm linh. Mặc dù vẫn duy trì mối quan hệ gần gũi với con gái Tiffany, bà ít tương tác với các thành viên khác trong gia đình Trump. Điều này góp phần khiến Mela không xuất hiện thường xuyên trong các sự kiện công chúng liên quan đến gia đình chồng cũ. Hiện tại, Mela Marple được biết đến như một người sống cân bằng, tập trung vào các giá trị cá nhân sau những ồn ào từ cuộc hôn nhân với Donald Trump. Mela Marple có giá trị tài sản ròng ước tính là 20 triệu đô la. Cảm ơn các bạn đã xem video.